Sắc miếng dưa hấu đẹp quá trời. Tôi không hiểu tại sao hai đứa nhỏ mới cưới nhau có được 3 tháng thôi mà bây giờ đã đòi ly dị. Hồi nãy anh Tấn nó có điện thoại cho tôi. Nó nói là không chấp nhận lối sống thực dụng của con gái mình. Con gái mình hở chút ra tiền, hở chút ra tiền. Cho nên nó mới chịu không nổi mà ly dị. Tại tôi đó. Ngày xưa lúc nào tôi cũng vậy con. Làm gì cũng phải nghĩ đến tiền. Bây giờ con sao không? Tôi thấy bà ho cả tháng nay được. Lát con mì về á, tôi nói nó chở bà đi khám nha. Thôi, con nó không có đủ khả năng chi tiêu trong lúc này đâu. Tôi còn thấy tôi chịu được mà, không có sao. Thưa ba mẹ con mới về. Mày đứng lại. Ngồi xuống đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con nè. Ngồi đây đi con. Con à, con tìm được việc làm chưa? Rồi còn chuyện nhà anh Tấn nữa. Lẽ nào con để cái cuộc hôn nhân chưa đầy 3 tháng của con phải đổ vỡ hay sao? Con với anh quyết định ly dị, hai đứa không có hợp nhau. Bao nhiêu tiền tiết kiệm á hả? Anh cũng đưa cho người ngoài hết trơn á. Đã nói là có kế hoạch sinh con rồi, mà cứ cho người ngoài mượn tiền hoài rồi tiền đâu lo. Sao lại người ngoài hả con? Mẹ Tấn đang bị bệnh, rồi em Tấn á thì công việc gặp khó khăn cho nên là mượn tạm thôi. Sao con lại nghĩ là người ngoài? Con phải hiểu cho Tấn, dù sao hai đứa là vợ chồng cũng phải đồng cam cộng khổ chứ. Bây giờ á, con lo cho ba mẹ của Tấn, rồi sau này á, ba mẹ có bề gì á, thì Tấn cũng sẽ lo lại cho ba mẹ mà. Vậy đó con. Ba mẹ có bề gì thì con lo, không cần ai hết trơn á. Được rồi. Có gì thu xếp đưa mẹ đi khám bệnh đi. Ba thấy mẹ ho cả tháng này rồi đó. Trời ơi, khám bệnh nữa hả ba? Trái gió trở trời, mấy người mà già như mẹ thì ho một hai cái là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Cứ tốn tiền, tốn sức, đi vô trong bệnh viện khám cả đống tiền luôn, không có lòi ra được cái bệnh gì hết trơn á. Khám không ra bệnh á, thì đi bệnh viện khác khám. Sao chưa ra bệnh thì thôi. Con thấy mẹ con càng ngày càng xanh xao hả? Ba ơi, thôi. Con cũng là con người, chứ đâu phải là cái máy ATM đâu mà ngày nào cũng rút tiền, đổ tiền, tốn công, tốn sức vô mấy cái bệnh viện tào lao đó hả ba? Cái gì? Nói gì mà nói được hả? Đúng là đồ bất hiếu mà. Thôi mà. Không phải ngày xưa ba với mẹ dồn hết tiền của cho con kinh doanh rồi con thua lỗ. Đâu phải đến bây giờ mà ba mẹ phải nhờ vả con sao? Hả? Ba mẹ khỏi lo đi. Tiền của ba mẹ thì coi như là con thiếu. Một ngày nào đó con có tiền con trả ba mẹ đủ lời đủ lãi. Khỏi lo. Còn bây giờ thì coi như mấy cái chuyện này con càng không xuể. Vậy đi, con xin lỗi. Trời ơi. My. My. Lỗi tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi. Con gái. Dạ. Sao trong quần áo mẹ bỏ giặt á, có tiền nè. Sao con quan tâm lắm vậy con? Tại vì hôm bữa con mẹ cho con tiền, cái xong con mua bánh, xong rồi con nhét vô túi con quên luôn. Nè, tiền khó kiếm lắm á, con phải cất giữ cẩn thận chứ không để tùm lum vậy nghe không? Ủa, mà sao con nghe mấy bạn nói ba mẹ làm có nhiều tiền lắm mà? Đâu có, nhà mình không có giàu, nhà mình chỉ là đủ ăn, đủ mặc thôi, con hiểu không? Ba mẹ là phải làm vất vả cực khổ lắm mới có tiền cho con để con có được đầy đủ mọi thứ giống như người ta. Còn bây giờ hả, bạn bè con
mà nói là nhà mình giàu là họ đang có ý lợi dụng con đó, con biết không? Dạ. Lợi dụng gì vậy mẹ? Thì họ nói con giàu để khi mà họ cần tiền, họ có thể gặp con, họ có thể mượn tiền con. Hiểu chưa? Họ lợi dụng con đó. Vậy mai mốt làm cái gì cũng phải nghĩ đến tiền đúng không mẹ? Tất nhiên rồi. Con ở nhà, mai mốt á, cái gì mà cần thiết cho con thì con hãy làm. Cái gì có lợi cho con thì con hãy làm. Cái gì mà thấy không lợi ích gì cho mình á, tuyệt đối không làm. Rõ không? Nhớ dạ. Những gì mẹ dặn đó. Dạ. Nè, con phải biết tính toán đồng tiền từng ly từng tí một. Nhà mình á, truyền thống là kinh doanh. Cho nên sau này á, con phải nối nghiệp ba mẹ để kinh doanh. Hiểu dạ. Chưa con gái? Vậy mẹ mốt con không có để cho ai lừa con lấy một đồng của con luôn. Chính xác là như vậy. Giỏi quá trời giỏi luôn à. Ủa anh về rồi hả anh? Dạ chào ba. Con. Anh ngồi đi. Sao vậy? Sao hôm nay về trễ mà có vẻ mệt vậy anh? Đợt này á, hàng về kém chất lượng quá trời luôn. Anh phải kiểm tra từng lô á, cho nên tới giờ này mới về á. Ê ẩm cả người. Ôi thương chồng quá à. Để em pha ly nước chanh cho chồng uống nha. Chà, mỗi lần qua không biết có ai đấm lưng cho mình không ta? Vì mỗi lần mà con đấm lưng cho ba thì ba phải trả cho con 5.000 nha. Trời, con gái ba bữa nay biết cách kiếm tiền luôn ta. Mẹ mới dạy đó ba. Em mới dạy rằng là con phải biết kiếm tiền từng ly từng tí một, cái gì cũng phải suy ra tiền. Rồi em không ngờ là con gái mình học nhanh đến mức độ vậy luôn. Trời ơi. Mỗi lần mà con làm việc nhà nè, quét nhà, đấm lưng cho ba, bóp chân cho mẹ, mỗi tuần ba mẹ trả lương cho con nha. Đồng ý. Ê, mà khoan khoan, trả nhiêu tiền mới được chứ? Dạ 50.000. Yeah. Nhất trí luôn. Rồi đấm lưng đi, lắc chặt tiền. Dạ, để con đấm lưng cho ba. Giỏi quá đi à. À, sướng quá. À, rồi, rồi. Chào cô chú. Ủa? Con qua học với bạn hả? Dạ. Ừ, con ngồi đi. Anh, để cho hai đứa nó học đi. Rồi, tụi con học rồi. Tự nhiên nha. À. Uầy. Đẹp quá vậy. Chắc chắn lần này được 10 điểm nữa nè. Chứ sao nữa, vẽ là sở trường của tôi mà. Nhưng mà môn này tôi sợ lắm. Lúc nào cũng dạy được điểm thấp. Lần này á, mà điểm thấp nữa là điểm trung bình cả năm nó kéo xuống á, là không được học sinh giỏi. Đây, hay dạy giúp tôi vài đường nha. Nhưng mà ông phải trả cho tôi cái gì đây? Được, một ly trà sữa. Một ly trà sữa thì có đáng là cái gì đâu. Thôi mà, mình bạn thân mà, dễ giúp đi. Thôi đừng có đem chuyện bạn bè ra nói với tôi nữa. Tôi cũng có nhờ ông cái gì đâu. Không có tiền á thì tự lo đi. Tôi không ngờ có một đứa bạn chỉ biết tùy như bạn á. Mệt quá. Cái gì vậy con? Con có sao không? Dạ, con không sao. Ngồi xuống cho bác coi cái chân coi. Trời, đỏ hết trơn rồi. Mi, lấy cho ba chai dầu đi con. Tự té thì tự lo đi. Con giúp nó có lợi ích gì cho con đâu. Nè, Mi. 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 Quả báo. Đúng là quả báo mà. Tối nay tôi thấy trong người rất yếu. Tôi biết mình sắp không qua khỏi nữa rồi. Nhưng tôi đã cố tình giấu kín vì tôi không muốn ông và con lo lắng. Tôi dội viết những dòng này vì tôi sợ không kịp nói những lời cuối mà tôi đã để trong lòng bấy lâu nay. Mi ơi, mẹ xin lỗi con. Tội của mẹ lớn lắm. Vì ngày xưa mẹ đã dạy con sai cách. Mẹ đã hướng con theo lối sống coi trọng vật chất, mà mẹ hại con đi sai hướng, để giờ chuốc lấy cuộc sống nhiều đau khổ. Con ơi,
Đã tới lúc mình tỉnh ngộ rồi. Chỉ cần con thay đổi thì tương lai con sẽ tươi đẹp hơn. Đừng để đồng tiền tha hóa mình. Nó quý thiệt, nhưng không quý bằng tình người con à. Ông đừng trách con. Là bậc cha mẹ, mình đã sai quá nhiều. Hãy kiên nhẫn bảo ban ở bên động viên con trong những lúc này. Đừng buồn vì tôi đã giấu ông bệnh tật của mình. Bởi tôi chỉ muốn nhìn thấy ông cười. Muốn ông cười thật tươi trong những ngày cuối đời thôi. Mãi yêu ông và con. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng chưa chắc mua được hạnh phúc. Vậy ngày gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ